các triệu chứng lạ mới phát hiện ở bệnh nhân COVID-19. Các nhà khoa học phát hiện thêm nhiều triệu chứng lạ xuất hiện ở bệnh nhân COVID-19. Trong đại dịch COVID-19, giới chuyên môn nhận định có 3 triệu chứng chính của căn bệnh này: ho dai dẳng, sốt, mất vị giác, khứu giác. Gần đây, các chuyên gia cảnh báo những người nhiễm biến thể Delta nhiều khả năng có các triệu chứng giống như cảm lạnh thông thường, chẳng hạn như sổ mũi, họ còn bị đau đầu, hắt hơi, đau họng. Bên cạnh đó, các bệnh nhân cũng xuất hiện các biểu hiện lạ: bong tróc da. Một người phụ nữ cho biết da tay bị bong tróc sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2. Đối với nhiều người, các triệu chứng không phải do virus gây ra mà bởi phản ứng miễn dịch của cơ thể chống lại mầm bệnh. Giáo sư Tim Spector, Đại học King's College London ở Anh, giải thích bong tróc da có thể liên quan đến tình trạng ngón chân COVID-19, với các vết sưng tấy, ngứa ngáy ở bàn chân, bàn tay. Da nhăn nheo. Khi ngâm nước quá lâu, da tay của nhiều người sẽ bị nhăn nheo. Nhưng ở một số bệnh nhân COVID-19, tình trạng này nghiêm trọng hơn, thậm chí là cả khi thời gian tiếp xúc với nước ngắn. Diana Pardo, 23 tuổi, cho biết hiện tượng này xuất hiện vào ngày thứ 5 sau khi cô nhiễm COVID-19. Vài phút sau khi tắm, tay tôi đã trở nên thô ráp, da co lại. Diana nhớ lại trước đây cô chưa từng trải qua tình trạng trên. Phát ban. Nhiều người có các vấn đề về da sau khi mắc COVID-19. Có thể là do phản ứng quá mức của hệ miễn dịch, điều này dẫn đến tổn thương mạch máu. Một bệnh nhân cho biết khi mới nhiễm SARS-CoV-2, cô có các triệu chứng giống như cúm, thêm vào đó là da của cô bắt đầu ngứa. Rebecca Livery, 31 tuổi, cho biết vết phát ban trở nên tồi tệ đến mức là môi của cô cũng sưng lên, cô buộc phải gọi xe cấp cứu. Nỗi mề đay thường xuyên cùng với các bệnh lý khác và phổ biến hơn ở những bệnh nhân trung niên. Các nghiên cứu trước đây ở Trung Quốc và Italy cho thấy 26% bệnh nhân COVID-19 có vấn đề về da. Nhiễm virus gây ra sự phân hủy tế bào và giải phóng histamine thông qua một loạt các phản ứng trong hệ miễn dịch, dẫn tới phát ban. Các loại thuốc được sử dụng để điều trị COVID-19 cũng có thể gây ra tác dụng phụ ở một vài bệnh nhân. Mất ngủ. Nhiều người chia sẻ là họ đã bị mất ngủ sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2. Nhưng giáo sư Spector nói rằng các bệnh nhân khó ngủ có thể do căng thẳng. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.